Thưa quý vị và các bạn, vụ việc người dân dùng tiền lẻ phản ứng về mức phí BOT tuyến quốc lộ 5 vào chiều tối ngày 4 tháng 9 vừa qua, trong khi chất lượng mặt đường không tương xứng với đồng tiền đã bỏ ra, có thể là câu chuyện chỉ mới bắt đầu. Dấu hiệu này rõ ràng là có sự phản ứng tương tự như trạm thu phí Cai Lệ ở Tiền Giang, cầu Bến Thủy, Nghệ An, Hà Tĩnh hay ở Tam Nông, Phú Thọ. Vì sao lời hứa sửa chữa nâng cấp mặt đường cách đây 2 năm khi tuyến đường tăng phí vẫn không thể thực hiện? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Là lái xe tải trên cung đường Hà Nội đi Hải Phòng, anh Hoàng Đức Mạnh xác nhận tuyến quốc lộ 5 hiện đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Một số khu vực qua địa bàn thành phố Hải Dương, Hưng Yên hay Hải Phòng, hàng loạt vị trí đã bị vết hằn bánh xe kéo dài 200 đến 300 mét. Thực tế trên khiến nguy cơ tai nạn tăng cao. Hiện tại thì mặt đường của mình thì thu phí ở đấy nhưng mà tôi thấy là sửa chữa nó không được nhiều. Và cái cung đường nó rất là xấu. Nhiều ổ gà, cái mặt đường nó không được trơn láng và toàn những gọi là những sống trâu rồi ấy. Các lái xe cũng cho rằng vì là mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp nên nhiều phương tiện không chở hàng, thường tìm cách né trạm thu phí. Đối với xe tải, nếu tránh trạm thu phí thì mỗi chuyến cũng tiết kiệm được cả 100.000 đồng. Thấy đi qua cái trạm đấy rất là tốn tiền phí, mà phí cao dẫn đến là các lái xe là vì một chút tiền phí mà phải đi vào trốn vào đường làng, gây cái tình trạng tai nạn giao thông rất là nhiều và cũng làm cho cái cung đường nó phá hoại cái cung đường ấy đi. Quốc lộ 5 bây giờ nó xuống cấp nghiêm trọng, đường rất nhiều lươn rãnh, mà mức phí bây giờ nó không phù hợp với lại cái chất lượng cái đường, nó quá cao. Liên quan tới mặt đường quốc lộ 5 bị xuống cấp, chậm sửa chữa, đơn vị quản lý tuyến đường xác nhận hiện mới đang lập dự án, còn tổng diện tích hư hỏng hiện lên tới hơn 530.000 m². Theo cái số liệu khảo sát của đơn vị tư vấn, thế thì cái diện tích mặt đường mà nó gọi là hư hỏng cần phải sửa chữa nó rơi vào khoảng là tổng là 530.000 m², trong đó thì nó chiếm cỡ khoảng là 60% cái cần phải sửa chữa. Thế thì đối với cái việc sửa chữa này thì chúng tôi theo cái đường 5 thì đã làm từ rất lâu rồi, và nếu theo quy định thì đúng ra là cứ 4 năm một lần trùng tu, đến 4 năm tiếp theo một lần trùng tu lần 2 thì đến 12 năm là bắt đầu phải sửa chữa lớn. Đấy là đại tu. Thế thì hiện tại bây giờ qua đến khoảng 18 năm nay rồi thì cái quốc lộ 5 này nó cũng chưa được sửa chữa đại tu, sửa chữa lớn một lần nào cả. Tuy nhiên, ông Việt cũng xác nhận rằng đó là diện tích sửa chữa lớn, còn hàng năm đều có nguồn kinh phí sửa chữa nhỏ, khắc phục các điểm hàn lún nhưng chỉ mang tính chất tạm thời. Còn về lâu dài, muốn chất lượng mặt đường êm thuận bắt buộc phải tiến hành sửa chữa lớn. Về mặt triển khai thì theo như cái kế hoạch chúng tôi thì sẽ đang tư vấn đã lập cơ bản xong về cái dự án đầu tư sửa chữa, thì chúng tôi sẽ trình lên Bộ Giao thông, trình lên Tổng cục Đường bộ. Thì được chấp thuận cái thì chúng tôi sẽ về phê duyệt và chúng tôi lựa chọn nhà thầu để triển khai, thì cũng phấn đấu là cỡ khoảng tháng 12 này thì bắt đầu là triển khai gói đầu tiên, và thi công trong khoảng 7 tháng thì chắc là đến khoảng tháng 6 sang năm thì sẽ là hoàn thành toàn bộ cái công việc sửa chữa trên quốc lộ 5. Quốc lộ 5 là tuyến đường huyết mạch nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Mỗi ngày tuyến đường này đã đem về cho nhà đầu tư hàng tỷ đồng doanh thu từ các phương tiện đem lại. Vậy nhưng nghịch lý là tuyến đường này được đem ra trả lãi cho dự án cao tốc Hà Nội Hải Phòng, một tuyến đường không liên quan. Vì thế, người sử dụng dịch vụ quốc lộ 5 không bức xúc, phản ứng mới là lạ.